Nghệ sĩ Bảo Quốc 50 năm vui cười cùng sân khấu với sự hội tụ chưa từng có của các danh hài hải ngoại và Việt Nam. Bảo Quốc xin chân thành cảm ơn tình cảm của quý vị khán giả đã dành cho Bảo Quốc cùng với gia đình suốt mấy mươi năm qua. Bây giờ lần đầu tiên kỷ niệm 50 năm cuộc đời nghệ thuật của Bảo Quốc. Bảo Quốc xin trân trọng kính mời quý vị khán giả ủng hộ cho Bảo Quốc và Hoài Linh, Chí Tài, Minh Nhí, Phượng Liên, Vũ Luân, Phi Nhung, MC, bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Thanh Tùng cùng rất đông các bạn đồng nghiệp khác sẽ đem đến niềm vui nụ cười đáp tạ lại lòng thương mến của quý vị khán giả. Quý vị hãy cùng cười và chia sẻ với nghệ sĩ Bảo Quốc live show lần đầu tiên trong suốt 50 năm cuộc đời làm nghệ thuật. Bảo Quốc xin trân trọng kính mời.